các bạn, mình là Ngô. Chào mừng các bạn đến với vlog đầu tiên của mình, nói về công việc của lính. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem những ngày cuối tuần của lính thì tôi sẽ làm gì. Đây là hình ảnh thằng em ngày đầu tiên mới ra khỏi basic training, thằng hút điếu thuốc đầu tiên sau 3 tháng trời, hưởng một chút không khí tự do. Nhìn mặt nó rất là phê các bạn, rất là phê. Trong lính thì khó khăn lắm mới mua được cái loại các bạn, nên là hầu như nó là một người bạn thân nhất của tôi trong suốt 375 ngày mà. À mà cũng không phải các bạn, mới đây tôi mới được mua thôi, còn lúc trước đó thì hoàn toàn không có một cái gì cả các bạn, chỉ có viết thư về nhà, không có một, thậm chí cuốn báo để đọc nữa, cũng không có thời gian để mà đọc, quá mệt. Đây là hình ảnh phê pha của lính đây các bạn, đây là khu vực để hút thuốc. Tôi thì không hút thuốc nhưng thích ra đây ngồi chơi với mọi người, hầu như là khoảng thời gian duy nhất trong suốt cả một tuần có những khoảnh khắc như vậy để ngồi nghỉ ngơi chơi, được nói chuyện gặp bạn này. Đây các bạn, lần đầu tiên suốt trong vòng 3 tháng trời chúng ta đã được xài điện thoại, được hút thuốc, được hưởng một chút không khí tự do, mặt rất phê. Thường thì không có nhiều thời gian đâu các bạn, cho cả một ngày học tập luyện tập thì chỉ còn 30 phút đến 1 tiếng để nghỉ ngơi, để thời gian personal time. Thậm chí nhiều người phải nhịn ăn để đi hút thuốc, bây giờ này là giờ chúng tôi đi ăn ở nhà ăn thì mọi người sẽ đi hút thuốc, một số đứa nó sẽ ăn snack này kia, rồi còn thời gian ra ngoài ngồi chơi hút thuốc. Đây các con gì đang bò qua tận tay tôi này. Đó, các bạn thấy tôi đi lính nhưng mà tay tôi vẫn rất là trắng nha. Các bạn nghĩ là đi lính là sẽ đen đú nhưng mà sẽ không phải, tại vì lúc nào cũng mặc cái áo tay dài 2-3 áo 2-3 lớp ấy. Dù nóng 110 độ 100 độ nhưng mà vẫn mặc có một bộ, đông xuân hay là mùa hè thì có một bộ. Nhưng mà duy nhất cái mặt với cái cổ với tay, cái gì mà thò ra ngoài nắng là đen thui thì lùi luôn, còn lại ở trong thì cục trắng nha bạn. Này đang là mùa hè đang rất là nóng, nhưng mà chúng tôi chui vào trong gốc cây rồi cũng đỡ hơn. Hầu như lúc rảnh tôi chỉ thích chụp hình, quay chụp, thấy cái gì đẹp cũng quay chụp. Đang mở nhạc Việt Nam, mở Snoop Dogg, Sơn Tùng, mở nhạc Việt Nam. Ở đây các bạn, chào mừng các bạn đến với Ôn Pizza các bạn. thằng này là nó chơi pizza với tôi nhưng nó thua, sau đó là nó nhân cơ hội tôi đi ra ngoài lấy nước uống nước gì đó, xong bắt đầu anh ta ở trong bắt đầu cháo bi rồi dục mấy viên xuống lỗ liền. Vô tôi thấy cái gì đó chi đình cười chết luôn, rất là vui nha bạn. Pizza thì tôi chơi cũng không hay lắm nhưng mà nói chung ở trong này là mấy thằng chơi dở không à, thằng nào cũng thua tôi hết trơn. Thua là xong cây cũ rồi đang ngủ lôi tôi dậy bắt chơi nữa. Nhưng mà chung rất là vui, nhờ những người bạn như vậy tôi đã vượt qua những năm tháng không khác nào tù đầy thôi, quá khủng khiếp. Đây chúng tôi gọi là common room thì nó có pizza, rồi nó có chỗ ngồi chơi uống nước, rồi có cái tivi để chúng tôi có thể coi phim, rồi có vending machine để chúng tôi thích thì mua snack, mua nước uống. Đó, tụ tập nói chung là chơi đủ thứ, có mấy trò chơi cờ tỷ phú và các loại, nhưng mà tôi cũng ít khi ra đây lắm, tôi thích ngủ hơn nghe nhạc nằm trong phòng. Lâu lâu ra mua nước thì thấy mọi người đông đông thì vui thì chơi quay thôi, tôi chỉ thích quay chụp.
I'll play with you. Đây là roommate của tôi đang không phải bắt cháy đâu các bạn, đang nhổ tóc sâu cho nhau. Tôi có một cái sợi tóc sâu mà không thể nào nhổ được, nhưng mà nhờ nó nhổ thế là tôi có cái nhíp. Hai thằng nhổ tóc sâu cho nhau. Nhìn cũng khá là bựa các bạn ạ. Nhìn quá là bựa các bạn, bạn thấy quần nói chung là mới đi ăn về no quá bụng luôn, nên là nóng và cởi ra chưa thay đồ đâu mà thấy sợi tóc bạc kia bắt đầu ngồi ngứa mắt phải nhổ ngay. Quần rất là bựa các bạn, xin lỗi các bạn. Mà tôi nói chung là muốn đưa những hình ảnh gì mà chân thực nhất, nói chung năm qua, một năm vừa qua tôi làm gì, hình ảnh trong lính như thế nào. Đời sống lính là như vậy các bạn, nó rất là vui, rất là bựa. Những cung bậc cảm xúc chưa từng trải qua trong đời. Đây lại đi ra các bạn. Đây là tôi đang, tuy là tôi đang trực ở ngoài cổng, ở ngoài cửa, ngay ngoài cửa, nhưng mà tôi vô tôi làm vài ván pizza tại chúng nó cứ rủ. Thì lúc này là mọi người đang giờ nghỉ các bạn, thì sau khi điểm danh thì là giờ tự do, muốn ngủ muốn làm gì thì làm. Nhưng mà tôi thì đang phải trực cho nên là tôi mặc đồ lính, nhưng mà tôi cũng hơi bựa, tôi đang trực ngay ngoài cửa mà tôi lại vô đánh đi ra, bị bắt là bị phạt rồi. Trực gác cái này bình thường chỉ ngồi ngay trước cửa đó, ngay trước cửa phòng tụi nó chơi, thường thường tụi nó cũng dậy, tụi nó cũng vô phòng nó chơi, mỗi người trực một tiếng thôi đến khi. Đây ra qua bộ môn là đá bóng, nói chung là những tuần thứ chủ nhật thì khoảng 3 giờ chiều thì ai muốn chơi đá banh thì phải ra sân đá banh. Chung cuộc sân này có mấy thằng châu Phi các bạn đá banh rất là hay, nói chung là nó đá banh đó. Cả đám thì có đúng một đứa con gái nhưng mà đá khỏe hơn con trai nữa. Trong lính thì không có phân biệt nam nữ nữa, chung là như nhau hết, sâu chờ như nhau hết, không có cái nào tôi nữ yếu hơn mà không làm được, thì nói chung là như nhau.
trên những bạn nữ trong này rất là trâu trâu như các bạn, như nhiều ông mình cũng không bằng luôn ạ. Đó thì nói chung là cuộc đời xung lính thì cuối tuần thì như vậy đấy các bạn. Một tuần cũng đôi khi thứ bảy cũng phải đi xung lính các bạn. Còn chủ nhật thì thường là personal time thì sẽ được muốn làm gì thì làm, chỉ có đi ăn rồi sẽ về. Sau đó thì có giờ rất là muốn chơi thì chơi. Chơi lành mạnh thì các bạn không có hút chích, hút thuốc mà như không được hút cần hay là nói chung là rượu bia thì là hoàn toàn cấm các bạn. Rượu bia không được luôn. Xong rồi, cảm ơn các bạn theo dõi hết video. Nếu bạn thấy hay thì like, subscribe. Mình có nhiều động lực hơn để tiếp tục làm những video vui vui chia sẻ với các bạn. Xin chào các bạn.